Các bạn, sau đây cô sẽ cùng với các bạn giải bài tập số 6, sẵn có vật lý lớp 12, trang 45, để bài hình như sau. Chọn câu đúng. Hai nguồn kết hợp là hai nguồn có A cùng biên độ, B cùng tần số, C cùng pha ban đầu, D cùng tần số và hiệu số pha không đổi theo thời gian. Cô cùng các bạn xem lại nội dung lý thuyết đã học về hai nguồn kết hợp. Hai nguồn như vậy gọi là hai nguồn kết hợp, hai sóng ra hai nguồn kết hợp, phát ra gọi là hai sóng kết hợp. Chúng ta có như sau. Hai nguồn kết hợp là hai nguồn có dao động cùng phương, cùng chu kỳ, tức là cùng tần số, có hiệu số pha không đổi theo thời gian. Nào, như vậy chúng ta cùng đối chiếu nha. Không hề đề cập đến biên độ. Tần số thì sao? Có. Pha ban đầu không nhất thiết, chỉ cần hiệu số pha không đổi theo thời gian. D cùng tần số và hiệu số pha không đổi theo thời gian. Vậy đáp án D là đáp án chính xác hơn cả so với các đáp án còn lại, là hai điều kiện tiên quyết. Như vậy cô và các bạn trả lời và chọn đáp án đúng như sau. Chúng ta có hai nguồn kết hợp. Là hai nguồn dao động. Cùng phương. Cùng chu kỳ. Hay tần số và có hiệu số pha không thay đổi theo thời gian. Như vậy các em lưu ý là phải đọc đáp án đến đáp án cuối cùng nha, chứ không được chọn một trong các cái yếu tố này thì nó không thể thỏa mãn là hai nguồn kết hợp. Các bạn cùng nhìn lại đáp án với cô nào. Chính xác đáp án D, cùng tần số và hiệu số pha không đổi theo thời gian. Như vậy bài tập số 6 đến đây là kết thúc.